khuôn thạch thủy bình nha. À, bên em là hiện tại là cái mẫu này, tức là kích thước thì nó có 3, 4 kích thước, 6 kích thước cơ. Kích thước có 6 kích thước, nhưng mà cái phần chỉ này và dáng khác nhau. Đây là một dáng này, còn một dáng nữa thì hôm trước em đã quay video rồi đấy. Đây là một dáng này, đây cái phần chỉ nhá. Đấy. Khuôn này thì chúng ta có thể đúc thạch thủy bình, đúc rỗng. Cái này đúc rỗng này. Đây nha, đúc rỗng. Còn cái này thì chúng ta có lòng trong nhá, bên em có lòng trong cho khách hàng. Hiện tại thì đối với cái khuôn cao như này ạ, là bên em phải chia làm 3 mảnh. Đây nhá, như cái khuôn bên cạnh đây. Đấy, phải chia 3 mảnh để cho chúng ta thuận tiện khi đúc. Đấy, nhu cầu thì chúng ta, nhà nào cũng có thể có nhu cầu để sử dụng một cái thạch thủy bình như này. Đấy, nhu cầu nhá, là đều có nhu cầu để dùng. Nhưng mà vấn đề là có sản phẩm để dùng hay không. Thì nhiều khi là họ có đơn vị thì họ làm bằng sứ hoặc là men tráng sứ hoặc là làm bằng sứ, thì bây giờ chúng ta đúc bằng bê tông. Thì đúc bằng bê tông này thì muôn đời không bao giờ hỏng. Đây, cái này nếu đúc bằng bê tông thì cứ sử dụng mãi mãi. Đấy, cho nên là quý khách hàng hãy lựa chọn nhé. Đấy, vì là thạch thủy bình này thì thực ra hiện tại thì vẫn chưa phổ thông lắm, chưa phổ thông lắm. Nhưng mà về lâu dài mà về sau này thì phần thạch thủy bình này thì nhiều người có nhu cầu, nhiều người rất nhiều người có nhu cầu. Nhưng mà nhiều vì là ít người bán. Nhiều người có nhu cầu nhưng mà lại chưa có nhiều người sản xuất ra để bán ấy. Thế cho nên là cái phần này là rất là mới. Mới thì cũng không phải là mới nhưng mà cũng vẫn là mới. Là vì nhiều người có nhu cầu nhưng mà lại chưa có nhiều người sản xuất. Vì khi chúng ta sản xuất ra bằng bê tông như này á, thì nó giá thành nó rẻ. Ai cũng có thể mua được. Đấy, vậy nên là nếu như các bác làm nghề nhá, thì chúng ta hãy nên có một cái bộ khuôn như này để sử dụng. Đấy, thì đúc ra thì nó rất là rẻ thôi. Nếu mà chúng ta bây giờ đi xem phong thủy mà để bỏ tiền ra mua một cái bộ như này thì giá nó từ 5 cho đến 10 triệu một bộ cơ. Đấy, nhưng mà thực ra thì khi chúng ta mua sản phẩm ra thì nó rất là rẻ. Vậy nên là khuôn thì cũng vậy thôi. Khuôn thì nó cũng rất là rẻ và thuận tiện. Đây là phun nước, để hôm sau em sẽ lắp cái motor phun nước vào đây cho bác. Đây, cho nước vào đây thôi, cắm motor vào. Bên trong đều có lỗ rỗng này để nhét motor vào đây. Đấy, đây cái bệ của nó đây. Cái bệ của nó đây. Đây. Đấy. Đấy nha, bệ của nó đây. Đấy. Ra nhét motor vào trong này, để motor vào trong này để nó vận nước lên, xong rồi nó lại quay lên và quay xuống. Đấy. Đấy nha, khuôn của nó đây. Khuôn này thì hiện tại thì bên em tự chế theo kích thước và theo mẫu mã để phục vụ cho khách hàng. Đấy nha. Khuôn này là khuôn bằng chất liệu nhựa composite. Đấy. Chúng ta làm nghề thì các bác làm nghề thì sẽ cố gắng là mua lấy 1 đến 2 bộ để khi đúc ra sản phẩm mà thấy đẹp như thế này thì chắc chắn là nhà dân ai cũng thích mà. Ai cũng thích. Vì là thường thường là những cái cửa hàng mà những cái đơn vị mà quán cà phê hoặc là các cửa hàng nhà hàng đấy, thì em thấy là người ta cũng đều có nhu cầu để một bộ thạch thủy bình như này để cho nó tạo cái phong thủy cho gia đình. Đấy, vậy nên là chúng ta làm nghề hãy nghiên cứu nhá. Đó, bên em cung cấp cả sản phẩm cả khuôn. Các cần sản phẩm gì thì hãy kết nối để bên em thiện sẽ phục vụ cho quý khách nhá. Đó, em thiện xin chào và hẹn gặp lại.